Đã bao giờ anh em chê bét cua, mất giường mà phải chứng kiến đồng đội mình chết một cách vô tri chưa? Anh em không muốn phải clutch game một mình bởi vì đồng đội của anh em đã ngủm thì đừng lo, Chun ở đây để nói với anh em rằng Chun có thể hồi sinh lại người đồng đội của anh em và khiến họ trở nên mạnh hơn. Nhưng mà bằng cách nào? Thì xin giới thiệu với anh em. Đây là Final Revive Beacon. Đây chính là thứ có thể giúp anh em hồi sinh lại người đồng đội đích bự của anh em. Bằng cách là anh em vào rating kit của 2 Pixel Bad War và mua nó với tận 16 Emerald. Holy fuck. Và cách dùng làm sao thì anh em hãy đặt nó vào ở chính base của anh em. Và anh em chỉ cần đợi 60 giây để có thể hồi sinh được người đồng đội của mình. Sau 60 giây đấy thì đồng đội của anh em sẽ phải mất 5 giây để hồi sinh tiếp. Vậy là anh em đã có lại người đồng đội để clutch game được rồi. Nghe có vẻ dễ đúng không? Không. Trong 60 giây đấy anh em sẽ bị target. Bởi khi anh em đặt cái beacon đấy xuống thì nó sẽ thông báo cho toàn bộ map. Và đối phương sẽ có nhiệm vụ là phá được cái beacon đấy của anh em. Má mày, sao mày phá của tao? Đó chính là tất cả những điều mà anh em cần biết về cái vật phẩm này. Và anh em muốn biết một thứ có thể hồi sinh lại nhân phẩm của anh em không? Đó chính là TS Hometown. Đây là một shop băng áng uy tín giá rẻ. Và khi anh em eBay cho bạn chủ shop này và ghi chung IT như mình đã để trên màn hình đây thì anh em sẽ được giảm giá 5% cho mỗi arc bridium và tối đa chỉ được 10 người nhập thôi nha anh em. Nên hãy nhanh tay vào xem nhân phẩm của anh em như thế nào nào. Link shop chú sẽ để dưới phần mô tả hoặc phần bình luận. Anh em hãy vào và ủng hộ shop nha. Thank you anh em. Và chúng ta sẽ thử hồi sinh đồng đội trong Bad War thôi. Let's go. Chất lắm. Cái đây cái gì nhỉ? 16 Emerald. Final Revive. À, hồi sinh chị ạ. Hồi sinh. Ôi, nó sang kìa. Ôi mà. Hồi sinh chị ạ. Hả? 16 Emerald đấy. Em phát được dưới nữa. Mà fucking god. Ấy. Tệ thật. Nếu khi mà chị có chết để em hồi sinh. A few moments later. Ấy. Còn chị ơi, em tới đây. Còn tao kia. Oh my fucking god. Em lỡ đánh bay bay nó ra chỗ chị. Đừng lo để em hồi sinh cho. Đừng kill you bitch. Bye bye. Ê, nó vứt cái gì? Ai đi mua apple? Ơ, ok. Đúng. Ui, một em đồ nữa. One more. Đường trên nữa nha. Trời ơi, em không biết nên đi đường nào tại có hai đứa ở trên đầu. Hồi sinh. Content đây rồi. Nè, hồi sinh. Thế nhưng phải về nhà mình đúng không? Nhờ làm lều ớt nó. Ơ, nó làm gì? Ơ, what? Là sao nó vừa làm gì ấy? Có phải nó phá hủy cái đấy không? Ai mà biết được. Nào, mày vô đây. Cái quy luật của nó là gì? Này đánh chán đấy. Ấy. Nó invite à?
Cái đấy là cái gì cơ? Em chưa hiểu. Má hai thằng ở đây à? Mày. Tu 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 tu. Má tức rồi nha. Chịu nha. Em vàng chị xong chị chạy ra kim cương luôn. Nhi. Kim cương trước mặt. Vàng sang này vàng. Ta kéo ơi. Oh no. Hình nó còn một lớp. Bọn này chết, chết mày chết. Không thằng được. Oh. Ok. Ôi chết chết chết, mất rồi mất rồi mất rồi. Nhiều đứa sang nhà thôi. Trời đất ơi. Mà ta nghe khó chịu đấy nhờ. Biết em làm YouTube hay gì vậy? Sợ vậy. Ờ, thế á. Em mới chịu vừa 0 với 1 luôn. Chịu rồi. Chết 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 em chết đi. Ok. Ờ. Chị chạy đi để em phai bôi không? Ồ. À đù, khủng khiếp. Giờ này em có rớt chị nhớ hồi sinh em. Ơi chết. À qua này nó. Mười hai này. 16 mới được. Nó kia đúng. Ấy, nó chiến đấu, nó chiến đấu này. Mày làm gì? Mày làm gì? Để về nhà mua cái xong rồi là chị sẽ lao đến nhà chúng nó giả vờ chết ra đấy. Thằng tên là hồi sinh phát. Bất ngờ chưa? Hello guys, welcome to my Minecraft let's stream. Today we are going to be mining. Em phải nhìn được cái cảnh đấy. Ôi chết rồi, what the fuck? Ủa lúc nào vậy? Ok, để em hồi sinh luôn nha. Đâu nhà mình đâu nhỉ, để em về em hồi sinh cái. Ui. Đá kim cương à? Ok. Làm một đường phai bù, làm một đường phai bù. Ok. Ê, hey, hồi sinh nha. À, tham tư hồi sinh. Hồi sinh nha. Brrm. À, là mình phải bảo vệ trong 60 giây ấy hả? Một phút lận á. Chết chết chết. Mày. Mày thử phá hồi sinh xem. 5 giây. Tao đợi 3, 2, 1. Cho tìm biết hát revive. Đâu chị đâu? Hello. Hát đi. Let's go.
Đỉnh cao, đỉnh cao. Ui kia kia, ui vãi. Chị cẩn thận, chị cẩn thận. Oh my god. Nè nhìn phai bố này, phai bố này. Mì chúng không? Oh my god. Vãi thật, sniper thế giới. Em chắc phải bắn John Wick. Bắn bút chì rồi. Hả? Ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Hôm nay chúng ta đã sử dụng được su hồi sinh ở trong Free Fire, à nhầm, trong Best War. Và mình xin cảm ơn anh em vì 3.000 người đăng ký. Đó là cột mốc cực kỳ lớn. Và cột mốc tiếp theo chúng ta sẽ đạt là 4.000 người đăng ký nha anh em. Và nếu như anh em thích video này, hãy cho mình một like, subscribe để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn như này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em ở video sau. Bye bye.